Con rơi của vua. Con trai, chắc mẹ không thể sống được bao lâu nữa. Không, mẹ đừng bỏ con. Mẹ không muốn bỏ con một mình trên cuộc đời này. Nhưng bệnh của mẹ đã đến lúc nặng lắm rồi con. Mẹ đã giấu con một chuyện. Hôm nay mẹ sẽ nói cho con biết sự thật. Câu chuyện thế này. Ta muốn công việc tu bổ lâu đài này phải đúng tiến độ. Vậy mà đến hôm nay mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Chính vì thế, ta ra lệnh nếu như từ giờ phút này ai làm cho mọi người bê trễ làm việc thì sẽ bị đuổi khỏi cung điện. Ôi, chiếc thuyền đẹp quá. Hoàng hậu, ta đã nói, nếu ai làm cho mọi việc ngưng trệ, thì sẽ bị đuổi khỏi lâu đài. Nàng không nhớ hay sao? Thiếp chỉ nhở miệng thôi mà. Nàng phải rời khỏi đây. Ta là một đấng minh quân, không thể nói hai lời. Mẹ ơi, có nghĩa là con là con trai của nhà vua sao? Đúng thế. Khi ta rời khỏi cung điện, ta đã mang con đi. Con trai, trước khi đi xa, mẹ chỉ có ba bó rơm nếp này để lại cho con. Con sẽ làm gì với ba bó rơm này hả mẹ? Ba bó rơm này sẽ chỉ đường cho con đến cung điện tìm vua cha. Con hãy mang ba bó rơm đổi lấy bột gạo, sau đó đổi bột gạo lấy một chiếc ấm. Và... mẹ ơi mẹ, đừng bỏ con. Nói chưa dứt lời thì mẹ cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng và rời xa cậu mãi mãi. Sau khi mẹ qua đời, cậu ôm ba bó rơm nếp tới cửa hàng bán gạo. Ông hãy đổi cho con ba bó rơm nếp này để lấy một chút bột gạo được không ạ? À? Không được. Ba bó rơm nếp thì có thể làm được gì chứ? Sao có thể đòi đổi bột gạo của ta được? Ông ơi, ba bó rơm nếp của cháu rất thơm. Nó sẽ giúp ông nấu cơm thật ngon mà. Thôi được, ta sẽ đổi cho cậu. Bác ơi, bác có thể đổi chiếc ấm kia cho cháu để lấy chỗ bột gạo này được không ạ? Ồ không, chiếc ấm này vẫn còn tốt, ta không muốn đổi đâu. Chiếc ấm của bác thì đã cũ lắm rồi, bột gạo của cháu thì mới. Làm bánh sẽ vừa thơm vừa dẻo, sao bác lại không đổi cơ chứ? Sau một hồi thuyết phục, ông chủ hiệu hàng đồng ý đổi cho cậu bé chiếc ấm. Cậu ôm chiếc ấm đến một hiệu rèn. Cháu nói sao? Cháu muốn đổi chiếc ấm này lấy thanh gươm kia của ta sao? Không được đâu. Chiếc thanh gươm cũ thế kia chắc hẳn đã cùn lắm rồi. Ông hãy đổi lấy chiếc ấm này, nó sẽ đun nước cho ông pha trà được ạ. Kể ra thì cháu nói cũng có lý. Thôi được, hãy để chiếc ấm lại và mang thanh gươm đi. Bé kia có chiếc thanh gươm kỳ lạ quá. Ta sẽ hỏi mua xem sao. Ồ, cháu có thanh gươm thú vị quá. Bác có muốn đổi không ạ? Cháu thì thích chiếc màn gió mà bác đang cầm. Ồ không, ta không muốn đổi. Ta chỉ muốn thanh gươm này thôi. Cháu không muốn bán. Cháu chỉ thích đổi lấy chiếc màn bác đang cầm kia thôi. Nếu bác không đổi thì thôi ạ. Chiếc màn của mình đã cũ rồi, còn thanh gươm kia thì thật kỳ lạ. Thôi thì ta đổi cho cậu bé. Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông đồng ý đổi chiếc màn cho cậu bé để lấy thanh gươm. Kỳ lạ, khi chiếc màn được tung ra thì nó tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Những chú chim thích thú bay lại gần. Chiếc màn này thật thú vị, ngươi có thể bán nó cho ta được không? Cháu không bán đâu ạ. Nhưng nếu ngài thích thì có thể đổi cái gì đó cho cháu. Ngươi muốn đổi thứ gì? Cháu muốn đổi lấy toàn bộ nước của vương quốc này. Thằng bé đổi lấy nước thì làm được gì chứ? Nó làm sao có thể dùng hết nước trong vương quốc này được? Thật là ngốc nghếch. Thôi được, ta đồng ý. Từ đó, cứ ai trong vương quốc cần dùng nước là lại phải mua của cậu bé. Mọi chuyện rồi cũng đến tai nhà vua. Người đâu? Hãy cho gọi cậu bé đó tới đây. Ta thấy dân chúng kêu than về việc phải mua nước để sinh hoạt.
Việc này không thể được. Ngươi phải trả lại toàn bộ nước trong vương quốc này cho ta. Được thôi thưa bệ hạ. Nhưng nếu để con trả lại, thì bệ hạ phải đổi một cái gì đó chứ ạ. Vậy ngươi muốn thế nào? Con chỉ muốn được đổi lấy việc kể ra cho bệ hạ nghe một câu chuyện thôi ạ. Có thế thôi sao? Vậy thì ta đồng ý. Ngươi hãy kể xem. Con chính là... Con chính là con trai của hoàng hậu trong câu chuyện. Con trai của ta? Ta đã đi tìm con bấy lâu. Khi mẹ con đi rồi, ta đã rất ân hận khi đã đuổi mẹ con chỉ vì mẹ con mắc một lỗi rất nhỏ. Cha cũng đi tìm con ư? Đúng, ta chỉ có con là con trai duy nhất thôi. Giờ đây đã tìm thấy con rồi, ta sẽ truyền ngôi báo cho con. Từ đó, cậu bé trở thành vua của hòn đảo Okinawa, một vị vua anh minh, và cậu sống hạnh phúc bên người cha của mình. Bài học về lòng trung thực. Cho tôi 2 vé, một người lớn và trẻ em. Con hãy đọc cho bố nghe tấm biển này viết gì. Thời gian câu cá bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều ạ. Tốt lắm. Bây giờ là 13 giờ 30 phút, vậy là bố con mình có 2 giờ 30 phút để câu cá. Đúng rồi con trai, con giỏi lắm. Con hãy ngồi ở tư thế thoải mái nhất nhé. Vâng ạ. Đã 30 phút rồi, sao vẫn không thấy con cá nào cắn câu ba nhỉ? Đừng sốt ruột, câu cá là phải kiên nhẫn con ạ. Ba ơi, đã 3 giờ rưỡi chiều rồi mà vẫn không thấy con cá nào cắn câu là sao? Hay là mọi câu của ba con mình không ngon hả ba? Không phải vậy đâu con, chưa đến lúc thôi. Kiên trì ngồi yên đi con. Ba, chắc hôm nay ba con mình về không rồi. Sắp hết giờ câu rồi mà chưa có nào cắn câu hết. Chịu khó ngồi đến hết giờ xem sao con trai. Ba ơi, cá cắn câu rồi. Giật lên nhanh đi con trai. Nặng lắm, chắc là cá to lắm đấy. Ba giúp con với. Yeah, con cá to quá. Tony, xem mấy giờ rồi con? 4 giờ 10 phút rồi ba ạ. Con yêu, con nhìn đồng hồ xem. Bây giờ đã là 4 giờ 12 rồi. Theo quy định, chỉ có thể được câu đến 4 giờ là phải dừng lại. Vì thế, chúng ta nhất định phải đem con cá này thả nó xuống sông thôi. Thế, nhưng lúc mà chúng ta câu được, vẫn còn chưa đến 4 giờ mà ba. Cho nên con cá này chúng ta vẫn có thể mang về nhà mà. Quy định chỉ có thể câu đến 4 giờ, chúng ta không thể vi phạm quy định được. Cho dù lúc con cá này mắc câu là trước 4 giờ đi nữa, thì khi chúng ta câu lên cũng đã là quá 4 giờ rồi. Cho nên bắt buộc phải thả nó đi. Ba ơi, đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần đầu tiên con câu được con cá to như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất vui. Ở đây lại không có ai nhìn thấy. Ba cho con mang nó về được không ba? Không thể, vì không có ai nhìn thấy là nói có thể mang về nhà được. Con đừng quên rằng, mọi chúng ta đang làm gì, có một vị thần đang nhìn. Và thần biết hết chúng ta làm những gì. Con trai, hãy nhớ bài học ngày hôm nay. Hãy luôn trung thực, con sẽ không bao giờ phải hổ thẹn với lòng mình. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mười năm sau. Văn phòng luật sư Sọt Hamilton đây rồi.
Vâng, như vậy nhé. Bà cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi mang đến cho tôi. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Chào luật sư. Xin mời người tiếp theo. Xin chào luật sư. Tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi bị người hàng xóm chiếm mất một phần đất của nhà tôi. Tôi muốn kiện ông ta. Thưa ông, trước khi chúng ta bắt đầu vụ kiện này, tôi phải nói với ông điều này. Đó là nếu như tôi phát hiện ra ông có che giấu tình tiết vụ án hoặc là không thành thật, tôi sẽ lập tức từ chối biện hộ cho ông. Tôi không có cách nào giúp giải oan cho người không thành thật, bởi vì như vậy là vi phạm nguyên tắc lương tri của tôi. Tôi sẽ trả giá cao cho ông mà. Tôi sẽ không quan tâm đến giá cả nếu như thân chủ của tôi không cam kết những lời khai của họ hoàn toàn trung thực. Tôi muốn có thời gian chuẩn bị kỹ hơn về vụ kiện này. Tôi xin phép về. Xin mời người tiếp theo. Đó là câu chuyện thật của vị luật sư nổi tiếng người Mỹ George Hamilton. Bây giờ là 4 giờ 12 phút rồi. Chính câu nói nghiêm khắc của một người cha đã tạo nên một vị luật sư của chính nghĩa. Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật. Cái giá của lòng ghen tị. Còn sớm đã phải dậy rồi, rõ là. Chào anh kia, hôm nay anh dậy sớm thế. Ông chủ dậy sớm thì tôi cũng theo thôi. Thôi, tôi đi đây. Quậy chào nhé. Ổ khóa sướng thật, ngủ lúc nào thì ngủ, không ai làm phiền cả. Chả bù cho mình, ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm. Rồi cả ngày lẻo đẻo theo chủ đi khắp mọi nơi, mãi khuya mới được về. Được nghỉ ngơi một chút cũng khó. Đúng là càng quan trọng thì càng vất vả mà. Tranh thủ ngủ lấy một giấc vậy. Đêm qua ngủ thiếu giấc, mệt quá. Nguy hiểm. Anh không sao chứ? May quá, tài liệu bên trong vẫn không sao. Hả? Chìa khóa nhà bị cong rồi, thế này phải đem sửa thôi. Chìa khóa của anh sửa xong rồi. Cảm ơn anh. Đau quá. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Sao lại thế này? Nhanh lên, sao lâu thế? Chịu thôi, ổ khóa này làm sao ấy? Tưởng đơn giản mà không tài nào mở được. Hả? Bao nhiêu công chuẩn bị lại công cốc vì cái khóa này. Đi thôi. Thế là thoát một vụ trộm. Thật là may vì mình đã chọn đúng loại khóa đặc biệt. Ổ khóa này bày tuyệt vời lắm. Mới có thế mà ổ khóa đã được ông chủ khen rồi. Mình cả ngày đau đớn, mệt mỏi như vậy thì lại chẳng được quan tâm chút nào. Thật là bất công quá. Ước gì mình cũng được sống an nhàn, sung sướng như ổ khóa. À ha, phải rồi. Ủa? Cái chìa khóa đâu mất rồi? Mình vẫn để ở đây cơ mà. Alo, anh lại giúp tôi với. Vậy là hôm nay được nghỉ ngơi rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Ủa? Thì ra mày ở đây sao? Giờ thì mày còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thế là thế nào? Sao ông chủ lại ném tôi đi? Tại anh cả đấy. Tại anh đột nhiên biến mất, làm ông chủ không khóa được cửa, nên thuê người đến phá tôi.
và thay vào một ổ khóa mới. Tôi vô dụng rồi thì anh cũng vậy thôi. Thật sao? Tôi thật không ngờ. Sát cánh bên nhau. Các cậu chú ý, chuyến thám hiểm Nam Cực lần này để tìm ra loài thực vật có thể sống được trong môi trường vô cùng lạnh giá, đem về cho viện nghiên cứu là hết sức khó khăn và nguy hiểm. Do vậy, chúng ta phải kiên trì và hỗ trợ nhau trong mọi tình huống. Tất cả rõ chưa? Rõ. Lên đường nào. Thành công, nhất định phải thành công. Hôm nay chúng ta dựng trại nghỉ ở đây. Thưa đội trưởng, chỗ này trống quá, nhiệt độ lại rất thấp rồi, lại thêm gió lạnh nữa. Liệu bạc của chúng ta có chịu nổi nếu có bão tuyết không? Các cậu tin tôi đi, đây là vị trí thích hợp nhất. Nó lại gần khu vực chúng ta phải tìm kiếm loài thực vật quý kia. Vâng, thưa đội trưởng. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu hành trình tìm kiếm. Cậu và cậu sẽ tìm kiếm ở phía đông, cho đến chân núi kia. Còn tôi và cậu, chúng ta sẽ tìm kiếm ở khu vực còn lại. Nhất trí! Đúng 6 giờ có mặt ở đây. Các cậu nhớ đánh dấu đường đi, không được để lạc, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đội trưởng cứ yên tâm! Sao hai cậu kia lâu về thế nhỉ? Giờ này không thấy về thì gay quá. Đã giờ này rồi, liệu có chuyện gì không? Thưa đội trưởng, hay là chúng ta thử ra ngoài tìm xem. Nhưng mà thời tiết thế này, chúng ta đi nhanh thôi. Thôi chết, chúng ta lạc rồi. Không biết là đang ở đâu nữa. À! John! Nào, nắm chặt lấy tay tôi sẽ kéo cậu lên. Tôi sắp không trụ được nữa rồi. John, nắm chặt tay tôi. Thả tôi ra đi, nếu không anh cũng sẽ chết theo đấy. Không, chúng ta sẽ sống, không được thả tay tôi. Sắp có bão tuyết rồi, có thế nào chúng ta cũng không được bỏ cuộc. Có ai không? Cứu chúng tôi. Cứu. Có ai không? Cứu chúng tôi. John nắm lấy dây thừng. May mắn quá, các cậu đều không sao. Hành trình của chúng ta còn rất dài, phải hết sức cẩn thận. Sao cậu ngang bướng thế nhỉ? Chỗ này tôi vẫn để đồ mà. Thì hôm nay tôi đang để đồ ở đây rồi, anh chuyển sang để ở kia không được sao? Di chuyển cả đống đồ này mất thời gian quá. Vấn đề không phải để đồ ở chỗ nào, mà thói quen sinh hoạt của anh bừa bãi quá. Anh không được đánh giá người khác như vậy. Như thế là xúc phạm tôi, anh biết không? Chẳng có chỗ nào được đánh dấu là của anh cả. Cả hai cậu thôi đi. Chúng ta chưa đủ khốn khổ trong cái hoàn cảnh này hay sao, mà còn tranh cãi một chuyện vụn vặt như vậy. Đây rồi. Tìm thấy rồi. Tốt quá rồi. Vậy là chúng ta đã tìm được. Tôi sẽ cất giữ nó cẩn thận. Không được, tôi không thể giao cây quý này cho một người bừa bãi như cậu. Cậu nói gì? Đồ nhỏ mọn, ích kỷ. Cậu nói ai nhỏ mọn? Tôi rất hối hận vì đã đi cùng đoàn với cậu. Các cậu thôi ngay. Chúng ta đã cùng nhau chịu đựng những hiểm nguy, ở bên nhau, tương trợ trong cả những lúc bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Những lúc hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc, các cậu vẫn đồng cam cộng khổ, không buông tay. Sao bây giờ lại để những điều nhỏ nhặt vụn vặt chia rẽ chúng ta? Cuộc sống này quá ngắn để chấp nhặt những chuyện vụn vặt, còn nhiều thứ để quan tâm hơn. Các cậu xem, chẳng phải chúng ta đã có một chuyến thám hiểm rất thành công đấy sao? Phải, tại sao chúng ta lại chấp nhặt một chuyện cỏn con như thế chứ? Hẹp hòi quá. Nào, bỏ qua đi. Thì tôi cũng đang muốn thế. Yeah! Sóc nâu và sóc trắng. Ôi, đói quá đi mất.
nhà thì cũng chẳng còn, vì bị bão cuốn đi, thức ăn thì cũng cạn kiệt, đi cả buổi sáng mà chẳng tìm nổi một hạt dẻ nào. La 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 la. Không biết ai thế nhỉ? Mình cứ tạm lánh vào trong đây xem thế nào đã. Có túi hạt dẻ này, mình sẽ không phải lo lắng gì cho mùa mưa sắp tới. Ôi, vui quá là vui. La 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 la. Ôi, những hạt dẻ béo ngậy, giá mà mình được nếm thử thì tuyệt biết bao. Có cách rồi. Có ai không? Giúp tôi với. Hình như là có tiếng ai kêu cứu đâu đây thì phải. Ôi da, ôi da, đau quá. Anh Sóc Nâu, anh làm sao thế? Tôi bị đau bụng quá anh à. Có lẽ là ban nãy ăn phải quả dại bị ngộ độc rồi. Ôi, ôi đau quá. Trời ơi, ăn thức ăn lạ là dễ bị ngộ độc lắm đấy. Tôi đau lắm, mỗi lúc một dữ dội hơn anh à. Đường về nhà tôi thì xa, biết làm thế nào bây giờ? Vậy hay là thế này, nhà tôi cũng gần đây, anh hãy về nhà tôi nghỉ một lát xem thế nào nha. Nếu không đỡ thì tôi sẽ đi mời bác sĩ dê trên núi đến khám cho anh. Tôi lại làm phiền anh rồi. Xin chớ ngại, giúp được anh là tôi vui rồi. Nào, để tôi dìu anh, đi hết con đường này là tới nhà tôi rồi. À, vậy xin cảm ơn anh nha. Anh thấy trong người thế nào rồi? Tôi thấy mỗi lúc một đau hơn anh à. Khéo tôi chết mất. Ôi, ôi đau quá. Tôi phải đi tìm bác sĩ về khám cho anh. Anh cứ nằm ở đây nghỉ đi nhé. Tôi sẽ đi nhanh thôi. Vâng, cảm ơn anh. Giờ đây Sóc Trắng ngốc nghếch ấy đi rồi, ta chỉ kịp chén hết hạt dẻ và chuồn nhanh khỏi đây thôi. Chao ôi, lâu lắm rồi mình mới được ăn thứ hạt dẻ hảo hạng và thơm ngon thế này. Ngon quá. Mình cũng phải chuồn đi mau thôi, kẻo Sóc Trắng sắp về bây giờ. Ôi, hạt dẻ của cháu. Sao không thấy Sóc Nâu đâu nhỉ? Cháu bị Sóc Nâu lừa rồi. Bác đoán chắc là nó vừa đau bụng, rồi đến khi mà cháu ra khỏi nhà thì thừa cơ ăn mất hạt dẻ của cháu rồi bỏ đi. Cháu, sao Sóc Nâu lại làm thế chứ? Cháu có thể chia sẻ cho bạn ấy mà. Thôi, nhớ rút kinh nghiệm cháu à. Lần sau đừng để Sóc Nâu lừa nữa đấy nhé. La 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 la. Ôi, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Ôi. Sao lại có cái hố ở giữa đường như thế này cơ chứ? Phải kêu cứu để nhờ mọi người tới đây giúp mình mới được. Có ai ở đó không? Cứu tôi với. Sóc Trắng. Anh Sóc Trắng, tôi Sóc Nâu, anh đã gặp quả báo rồi. Đáng đời kẻ lừa lọc gian xảo, anh không đáng được giúp đỡ. Đấy mà, đáng đời cho mình, giá mà lần ấy không lừa cậu ấy thì có phải bây giờ được cứu sống rồi không? Nào, bám lấy sợi dây thừng này. Cảm ơn anh đã không để bụng cứu tôi. Mặc dù tôi cũng định để mặc anh, nhưng tôi không nỡ đối xử với bạn bè của mình như vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Lần này thoát nạn trở về, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh và bài học hôm nay. Thôi được rồi, chỉ cần anh sống tốt lên là tôi vui rồi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng sang cánh rừng hạt dẻ đằng kia đi. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm được nhiều hạt dẻ đấy. Ừ, ta đi thôi. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.